tôi lấy đất từ xa từ sông Hồng về ngâm vào nước, rồi chúng tôi sẽ chắt lọc những cái tinh khiết, tạo đi tạo lại và bả đi bả lại như vậy cho đến khoảng 15 đến 20 lần. Nó lại là một cái quy trình cần thời gian. Chúng ta đưa được cái thời gian quý giá đó vào để hoàn thiện mỗi sản phẩm đó, thì mỗi sản phẩm đó thực sự nó còn mang cái hồn của cái người nghệ sĩ nữa. Thì chúng ta phải có sự sáng tạo, có sự đột phá trong truyền thống, nhưng chúng ta vẫn phải giữ cái nét truyền thống và cách làm truyền thống. Những sản phẩm mà không thể tìm thấy ở đâu được, và thậm chí có được cái cá nhân hóa, có được những cái bản sắc, có được những cái yêu cầu riêng biệt để làm được điều đó, thì chỉ có thể là sản phẩm thủ công.